Đây là trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Thì hầu hết các quán nãy giờ đi ăn ba quán cũng xịn sò ở đây. 8:30 hết món, không order gì được hết, phải đi. Làm rẹt 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 ra luôn. Đây mò lưỡi nè, cá leo kho nghệ. Còn này đây là một nồi cá leo. Cá leo là cá gì thấy quen quen, ăn thử miếng coi. Cái dĩa lòng mà xin mời mọi người nha. Một dĩa lòng rất khổng lồ đã luôn nha. Cái này giống như nắm đuôi á. Ngon lắm. Món mò lưỡi nè. Đó, mình chấm với mắm tôm Huế nè. Đã chưa? Phòng quá rộng luôn bạn ơi. Có một tấm nữa nè. Và các bạn biết điều đặc biệt là gì không? Có 500 mấy chục ngàn thôi. Quá rẻ luôn. Ăn sáng tầng 15 nha, có buffet sáng nữa. Cao vút luôn. Đó. Nhìn thú trên đi ngang Nghệ An. Đây, cán cái gì đó hay bị vấp cục đá cục giò gì đó. Sự cố đầu tiên trong cái hành trình. Đó, may giờ có anh đẹp trai đây nè. Anh Sơn nha các bạn. Cảm đó. Mình cảm ơn anh Sơn rất nhiều đã tận tình giúp đỡ mình đưa xe tới chỗ này, sửa chữa rồi mình đi tiếp. May mắn quá. Tối nay mình ngủ Hà Tĩnh một đêm. Tại lúc đi ra mình Nghệ An rồi đi vô mình ngủ Hà Tĩnh. Cơm cháy Ninh Bình vàng, không màu, không chất bảo quản, đặc sản Ninh Bình. Rồi thử sao nha. Cho Bi nói ngon nha bạn. Thử nha. Cháy với trà bông. Cháy trà bông của Bi á. Ừ, của Bi á. Của Bi. Ngon. Trung tâm thương mại Hà Tĩnh. Trong đây thì cũng có khách sạn mình ở tối đây nè. Khách sạn GMC gì đó. Đây là trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Rồi tới khách sạn rồi. Vô đây một cái thấy thoáng mát hẳn. Bên đây là siêu thị ha. Cổng vô siêu thị là bên hông mà mình đi đường này cũng được ha. Siêu thị đi hai ngõ được luôn ha. BMC Hà Tĩnh Hotel. Ở trong có siêu thị nha, đó lối đi ngay siêu thị. Ê, con bấm nút quay, bấm thích bút nào bấm nút đó. Bấm nút khẩn cấp với con. Nó giỡn á, con đừng bấm nút, vô thang máy là không được bấm nút, bày bạn nghe chưa? Dạ. Trời ơi. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh. Ok. Phòng quá rộng luôn bạn ơi. Bên đây phòng tắm nè, có bồn tắm nữa nè. Đó. Nhìn thẳng ra hai cái giường luôn. Chị Bi thích tắm không? Chúng tôi xả nước tắm. Rất là rộng rãi luôn. Đó. Coi thử. Có xếp bút nữa. Rồi cảm ơn anh nha. Đó. Có áo ngủ. Phòng rộng rãi quá trời. Không thiếu thứ gì. Và các bạn biết điều đặc biệt là gì không? Có 500 mấy chục ngàn thôi. Quá rẻ luôn. Ăn sáng tầng 15 nha, có buffet sáng nữa 500 mấy chục ngàn thôi. Đó. Đứng trên đây tầng 11. Đó, nhìn xuống. Biết mở được không? Đó mở được. Cao vút luôn. Đó. Nhìn xuống toàn thành phố. Quá đã đúng không? Buổi sáng mai mình đứng trên đây mình quay xuống toàn bộ thành phố cho các bạn coi nha. Toàn cảnh thành phố, đây tháp truyền hình nè. Buổi tối không thấy gì hết nên là mình quay sơ sơ vậy thôi. Hơn 500 ngàn thôi mà có bồn tắm, có buffet sáng, phòng 2 giường, máy lạnh trung tâm. Quá tuyệt vời. Cái khách sạn có cái cửa đi thông qua siêu thị luôn. Siêu thị có. Quá trời đồ luôn, chút nữa mình lên đó mình coi thử đồ lưu niệm có gì mua không. Vincom Plaza. Bên đây là siêu thị Coop Max. Bên kia đối diện là Vincom, khá to đấy. VinFast rồi CGV rồi rạp phim rồi siêu thị Vinmart nữa. Thì bây giờ mình đi qua đường Lê Duẩn. Đường bên đó có rất nhiều món ăn, quán ăn. Đó. Melia Vinpearl nhé, Hà Tĩnh. Khá to đấy. Akira Japan nữa nè.
Ồ, chỗ này bán đồ hiệu nha mọi người. Dễ sợ, karaoke Ruby quá to luôn. Ruby giàu quá đi, karaoke. Đây, cái đường này là được giới thiệu rất nhiều quán ăn à. Ốc Bà Liên nè, Guti nè, Mốc Cà Phê, nhà hàng Đèn Lồng Đỏ nè, Huda nè, nhà hàng Hà Trang Ba nè, Hầm Rượu nè, Hot Pot nè, Hot Pot đông ấy, Korea, cá phố cổ. Nãy giờ đi khắp đường Lê Duẩn định ăn mấy món gà, mà món gà nó di chuyển đi đâu rồi? Đó. Vô chợ cá phố cổ 190 Lê Duẩn ăn món Hà Nội coi sao. Buồn quá. Rồi mà nhà hàng cuối đường gì chả Hà Nội nó hết món luôn rồi bạn. Ở đây nghỉ sớm quá. Giờ mình vô quán cơm Huế thử. Góc phố cơm Huế mình ăn thử coi còn không. Nhà hàng cơm Huế 2 thì cũng như cái quán Hà Nội bên kia, 8 giờ rưỡi hết món nha mọi người. Đó, giờ mình tiếp tục di chuyển đi chỗ khác để ăn tối. Phố cơm Huế 1, 39 đường Lê Duẩn, đây là quán thứ 3 mình đi ăn lúc 8 giờ rưỡi tối. Hầu hết các quán nãy giờ đi ăn 3 quán cũng xịn sò ở đây. 8 rưỡi hết món, không order gì được hết, phải đi. Đó, 39 Lê Duẩn, hy vọng quán này còn món nha bạn. Vô đi vô. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Kêu một con lòng xào dưa, một bí xào tép, một cá leo, một bò lưỡi, đó mới là một cái trứng chiên trứng rán cho Ruby. Ngoài ra có canh nữa nha. Có canh. Đó. Đó rồi ok. Em cho hỏi là cái này dọn sẵn đây là cái gì vậy em? Đây là lạc khô. À lạc để ăn với cơm hay là để nhắm với bia vậy? Ăn với cơm và nhắm với bia cũng được. À, có mắm tôm ăn với thịt luộc nè. Mà mình không có thịt luộc mà mình chấm với rau cũng được. Góc phố cơm Huế. 39 Lê Duẩn. Phở. Rau thạch. Kiệm. Phở thịt quay à. Cái quán thì máy lạnh nha mọi người, rất là sang xịn luôn. Cơm quê, cơm Huế trên tường cũng trang trí rất là nhiều tranh ảnh. Này thì trên bàn có dọn sẵn ít đậu phộng nè, đậu phộng với lại cá cơm. Đó, nó kho kẹo kẹo dính lại với nhau. Coi thử cái này sao nha. Tôi bị ồn con. Cái này nhậu được á. Rồi vô nha. Đây là mò lưỡi ạ. Mò lưỡi nha bạn. Mò lưỡi là thịt lưỡi với lại cái gì mà gì của dạ dày luôn lên á. Còn bên đây là cá kho nghệ nè. Cá leo à? Hả? Cá leo nghệ. Cá leo kho nghệ nè. Hả? Cá leo kho nghệ. Đây trứng của Ruby nè. Hình như thiếu một cái món gì đó nữa thì phải. À, thiếu hai món nữa nha bạn. Đó thì trước mắt có gì đó. Bạn làm rẹt 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 ra luôn. Đây mò lưỡi nè. Cá leo kho nghệ. Còn này gọi là lòng mà lòng gì đây? Lòng xào cải. Lòng xào cải chua nè. Đó. Mắm Huế nè. Ngon nha. Còn này là đậu phụ ở đậu phộng mấy cá cơm để mà mồi trước khi mà ăn nè. Kia trứng của Ruby. Còn thiếu một món nữa thôi là bí xào tép. Đó. Rồi tiến hành nha bạn, là món mò lưỡi nè.
Đó, mình chấm cái mắm tôm phía nè. Em ơi, cho chén mắm. Đó, đã chưa? Mắm mà có mắm tôm. Đã chưa? Mắm tôm này cho chén nữa. Bán thêm chén nữa. Cái tiền đi đúng không? Rồi mình ăn thêm trái vả nữa mới đúng bài nè. Đó. Mắm tôm với trái vả nè. Đã chưa? Ngon. Mắm tôm ngon á, mình kêu thêm chén nữa. Cái này chắc chắn là mắm tôm Huế rồi. Ăn hợp khẩu vị gia đình ấy, ngon. Đang nóng hổi luôn, gấp cho lẹ. Đó, cho lẹ. Bước. À, bí. Đó, cái này là bí xào với tép nha. À, xin mời mọi người. Nóng hổi hổi luôn. Cái này là bí này, bí đao nè. Xào tép nè. Nhưng mà cái này nấu canh thấy hợp hơn. Xào nó chứ chưa thấm. Nhưng mà có mùi ruốc nha, thơm lắm. Tép á. Tép thào với ruốc đúng kiểu Huế luôn, ngon lắm. Ngon. Đây là một cái dĩa lòng mà xào chua đủ thứ nè. Nó đã chưa? Xào măng chua nè. Giờ mình thử miếng nha. Đó, xin mời mọi người nha. Một dĩa lòng rất khổng lồ đã luôn nha. Bỏ thêm một dĩa cải chua nữa cho phải chua chua. Ở đây có cải chua và có cả trái bầu chua bầu khô nè. Có cả bầu khô bầu chua. Cái này giống như nấm đuôi á. Ngon lắm. Đậm đà. Đây là một nồi cá leo. Cá leo là cá gì thấy quen quen giống cá trê nè. Thấy cái da giống cá trê. Mà không biết phải không? Leo nha mọi người. Mình thấy bề ngoài thì da nó trơn trơn giống cá trê rồi á. Cá trê hay kho nghệ nè, mình ăn thử miếng coi. Ồ, nó cũng béo béo như cá trê vậy á. Có leo cái gì mình không biết luôn. Ngon đấy, kho với nghệ đó rất hợp. Mình đi ra ngoài Bắc ngoài đồ mình ăn khẩu vị không quen bạn. Vô tới ngang Hà Tĩnh cái đòi ăn món Huế lại liền. Đây cà pháo cái mắm rút Huế nha. Đậm đà. Nói là một cái nồi canh. Canh mướp ngọt nha. Ở dưới có xác gì ngoài mướp ngọt không? Có mướp ngọt nấu với gì không biết? Có cơm hay nấu thịt vậy? Rau khoai. À. Rau lá. Canh mướp ngọt có thể là rau khoai, có thể là lá lốt nha bạn. Ăn thử coi nha. Canh lá lốt ngon lắm. Ăn ngon rồi. Đậm vị. Giang hồ đua hết bả rồi. Rồi, xin mời. Ngon. Rất ngon. Không khác gì Huế. Dạ dày cũng chấm mắm tôm nha. Có điều trong cái cơm mình á, mình bỏ đậu hồng với cái cá mòi cái gì đó kho nè. Ừ. Ăn gì thích chấm chấm chút vậy. Chấm chút mấy bạn đi. Đây thiếu ớt nha. Bán thiếu ớt nè. Có ớt vừa nữa mới đã. Rồi xin mời. Thích nhất vẫn là mắm tôm nè. Chấm cho đậm đà vô. À, chơi con tôm nữa. Thấy đã chưa? Hơi mặn đấy. Người Huế ăn mặn quen rồi. À, vô bạn. Bạn nào ở Hà Tĩnh nên comment cho mình biết cá leo là cá gì nha. Ngon nha bạn. Nói chung món nào cũng ngon. Món này ngon. Món này ngon. Bí xào cũng ngon. Có đuốc, tép ngon. Lòng cũng ngon, mà nhiều quá ăn chưa hết thôi. Mình ăn nể nha. Các bạn biết ăn nể là gì không? Ăn nể là không phải nể nhau ăn đâu nha. Ăn nể là ăn đồ ăn không ấy. Ăn thì cái gì? Đi Huế nha. Cái giá nó béo lắm đó. Ăn quá no luôn mọi người ơi. Mình sáng ăn cỡ hết vô uổng. Xung quanh mọi người về hết rồi nha. Chỉ còn vài một bàn mình thôi. Nói chung món nào trong đây cũng ngon á. Nêm nếm vừa phải. Bạn nào mà cứ dịp
ngang Hà Tĩnh, hoặc để đi ở đây, hoặc là đi ngang qua xuyên Việt giống mình à, cứ ghé quán này nha, có hai cơ sở ở đường Lê Dưỡng luôn, tuyệt vời, không có về chỗ nào hết á. À vậy nha bạn. Mời các bạn ăn nhé. Ừ, y chang luôn. Con là một YouTuber tương lai nha. Con đi review quán bar quẩy nha. Đó. Ngon không các bạn? Rồi bỏ xuống thôi đổ. Dữ dội chưa?